con giỏi mẹ giàu cùng với Felita. Thảo rất là thích một cái câu nói như thế này: người giỏi thì chưa chắc đã giàu, nhưng mà người giàu chắc chắn là giỏi. Bạn có đồng ý không? Tại vì cái giàu mà giàu về vật chất á, là nó chỉ là cái kết quả cuối cùng thôi, nhưng mà trong cái quá trình tạo ra vật chất đó thì cái người mà họ có thể đạt được cái mức giàu về vật chất là họ đã phải có một quá trình, họ rất là có sự giàu có về từ bên trong của họ rồi. Họ giàu về nghị lực, họ giàu về ý chí, họ giàu về trí tuệ, họ giàu về mối quan hệ, và rất có thể là rất là giàu về phước đức. Nhưng cũng có một cái câu nói như thế này: bạn sẽ không bao giờ cho người khác được những thứ mà bạn không có. Vậy thì ba mẹ nào cũng muốn con giàu, ba mẹ nào cũng muốn con giỏi, ba mẹ nào cũng muốn con hạnh phúc. Nhưng sẽ làm như thế nào nếu như bản thân mình không giỏi, không giàu, không hạnh phúc? Làm thế nào để mình có thể hướng dẫn cho con được? Vậy nên Iflita ở đây mong muốn cùng với ba mẹ giải quyết cái vấn đề cốt lõi, đó là làm thế nào để bản thân ba mẹ trở thành người giàu có và hạnh phúc, rồi hướng dẫn cho con trở thành người hạnh phúc và giàu có. Xuất phát từ sứ mệnh của Iflita, tồn tại và phát triển vì sự hạnh phúc và thành công của mọi gia đình, Iflita trân trọng giới thiệu một nền tảng hoàn toàn mới của Iflita, đó là daisu.com.iflita. Nền tảng này dành cho ai? Nếu như bạn đang có con và bạn rất là tâm huyết với cái việc giáo dục con, bạn muốn cho con một môi trường giáo dục tốt nhất, thì nền tảng này sẽ dành cho bạn. Nếu như bạn là những người mong muốn được phát triển bản thân, được thể hiện bản thân, tạo sự ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, trao đi những cái giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, thì nền tảng này dành cho bạn. Nếu bạn là giáo viên, bạn muốn học trò của mình được tiếp cận với những chương trình giáo dục tiên tiến, thì cộng đồng này dành cho bạn. Nếu bạn là người muốn làm giàu từ giáo dục, giàu về trí tuệ, giàu về nghị lực, giàu về phong cách sống và giàu về vật chất, nền tảng này dành cho bạn. Khi tham gia vào nền tảng này thì bạn được cái gì? Thứ nhất, nếu là bạn có con hoặc là có học trò thì con bạn, học trò bạn sẽ được hưởng những cái chính sách ưu đãi từ những cái chương trình giáo dục tiên tiến của Iflita. Bản thân bạn cũng sẽ được training, được đào tạo, được hướng dẫn trong một cái môi trường rất là tích cực, phát triển trí tuệ, nghị lực, phát triển cái tình nhân ái, và bạn sẽ được thể hiện hết năng lực của bản thân mình. Bạn sẽ được chiết khấu một cái mức hoa hồng từ những cái sản phẩm, từ những cái chương trình mà bạn đã lan tỏa ra cộng đồng. Nhưng quan trọng hơn hết, đó là Thảo muốn rằng chúng ta sẽ nối dài cánh tay, thắt chặt cánh tay để chúng ta cùng xây dựng nên một đất nước Việt Nam cho cái thế hệ tiếp theo có một nền giáo dục tốt nhất. Vậy làm thế nào để tham gia chương trình này? Hãy điền vào form dưới đây, và sau khi bạn điền form thì bạn sẽ được hướng dẫn để trở thành đại sứ giáo dục cùng Iflita. Mẹ giàu, con giỏi cùng với Iflita.